Và xin mời cả nhà mình sẽ cùng đón nghe Châu Đục và cũng giới thiệu hai giọng hát rất là trẻ của đoàn, đó là Lộc Lộc và Lâm Anh. Và cùng nghệ sĩ Tuyết Tuyết xin mời cả nhà mình cùng nghe.
tay chờ phố khôn ngoan đưa cao nên mẫu đây khuya sớm ra bao tâu xin tay lòng hồng nào hoa tâu xin tay lòng Thank you.